bé chào không? Biết. Bé chào. Lãng phí theo quy định tài khoản 3 điều 219 của Bộ luật Hình sự năm 2015 giữ quyền công tố, giữ nêu quan điểm luận tội, giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo về ngày từ 8 đến 9 năm tù. Lê Thị Thanh Thúy từ 7 đến 8 năm tù, Đào Anh Kiệt từ 620 của Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án là từ 15 từ năm 2020 của Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh về trách nhiệm dân sự và xử lý tài sản kê biên đề nghị hủy bỏ việc giao đất và cho thuê đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số TC07242 ngày 1 dần cấp cho công ty Levenue, hợp đồng cho thuê tài sản và các giấy nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đối với số tiền 647.285.230 đối với công ty Hoa Tháng 5 do Lê Thị Thanh Thúy sử dụng số tiền này vào việc phạm tội cần thịch tu xung quỹ nhà nước, gồm 780.000 đồng cho nhà nước, tiếp tục kê biên tài sản của các bị cáo. Luật sư bào chữa cho các bị cáo đều nêu ý kiến đề nghị hội đồng xét xử đánh giá lại hậu quả thiệt hại vụ án cụ thể khoảng 4.776.780.000 đồng. 20 tháng 5 năm 2010, công văn số 4444 ngày 11 tháng 5 năm 2011. Nếu các hành vi của các bị cáo có sai thì cũng cần xem xét trách nhiệm của ban chỉ đạo không chỉ bị cáo Tài nêu ý kiến, quá trình điều tra tại phiên tòa đã chứng minh bị cáo có những sai phạm nhất định trong việc giao đất thực hiện dự án, cần có nhiều quy định chưa cụ thể nắm hết. Các quyết định của bị tra, viện kiểm sát, điều tra viên và kiểm sát viên trong quá trình điều tra truy tố, trình điều tra và tại phiên tòa, luật sư, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại do tố tụng người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 2. Và căn cứ áp dụng pháp luật, mặc dù hành vi cáo trạng truy tố đối với các bị cáo xảy ra trước ngày 1 tháng 1 năm 2018 là ngày Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 có hiệu lực thi hành, mà sau thời điểm trên mới bị phát hiện, khởi tố, điều tra. Tuy nhiên, Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 có quy định các tội danh tương ứng với tội danh đã quy định tại Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2015 và khung hình phạt không nặng hơn. Do đó, Hội đồng xét xử vận dụng điểm E khoản 1 điều 2 nghị quyết 41 ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo luật số 12 để xét xử đối với các bị cáo. Như vậy, Bộ luật Hình sự áp dụng trong vụ án này là Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 với nguyên tắc xử lý nghiêm trị đối với người chủ mưu cầm đầu, khoan hồng với người tự thú thành khẩn khai báo, tố giác người đồng phạm lập công chuộc tội, ăn năn hối cải, tự nguyện sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại gây ra theo quy định tại điều 3, cũng như áp dụng các tình tiết được xem là có lợi cho người phạm tội theo quy định tại khoản 3 điều 7 Bộ luật Hình sự năm 2015 đổi bổ sung năm 2017. A. Về vụ án, quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, mặc dù các bị cáo có nhận thức khác nhau về tội phạm nhưng cơ bản đều thừa nhận hành vi tham gia soạn thảo, ký nháy đề xuất và ký ban hành các công văn quyết định có ý nghĩa trong việc cho công ty cổ phần đầu tư Lavenue được giao thuê khu đất 812 Lê Duẩn, Bến Nghé, quận 1 thực hiện dự án xây dựng khách sạn cao cấp theo hình thức chỉ định không qua đấu giá quyền sử dụng đất, quyết định áp dụng hai hình thức giao đất và cho thuê đất đối với cùng một dự án và cho thanh lý nhà số 12 Lê Duẩn không bán đấu giá tài sản đúng như nội dung cáo trạng đã nêu. Xét lời khai các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và vụ án còn được chứng minh qua các tài liệu chứng cứ khác như các công văn, hợp đồng, chứng từ kế toán, kết quả định giá tài sản và các biên bản hoạt động điều tra xác minh khác có đủ cơ sở xác định. Nhà đất số 812 Lê Duẩn được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xác lập sở hữu nhà nước từ năm 1994 và giao cho công ty quản lý kinh doanh nhà quản lý và ký hợp đồng cho thuê đối với 4 công ty. Một, công ty cổ phần kim khí trực thuộc Tổng công ty thép Việt Nam, tiền thân là doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công Thương nay đã cổ phần hóa. Hai, công ty cổ phần thiết bị phụ tùng
tiền thân là doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công Thương nay đã cổ phần hóa do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước. 3. Công ty cổ phần hóa chất vật liệu điện, tiền thân là doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công Thương nay đã cổ phần hóa do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước. 4. Công ty cổ phần vận tải xăng dầu Vitaco trực thuộc Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, tiền thân là doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công Thương nay đã cổ phần hóa. Trên cơ sở đề xuất của Ban Chỉ đạo 09 tại công văn số 10025 ngày 1 tháng 10 năm 2007 về việc sắp xếp lại xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước, cụ thể đối với mặt bằng 812 Lê Duẩn, đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố giao Công ty Quản lý Kinh doanh Nhà thành phố lập thủ tục bán đấu giá nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất để nhà đầu tư chúng đấu giá thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp theo quy hoạch của thành phố. Ngày 20 tháng 11 năm 2007, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt chủ trương cho đầu tư xây dựng khách sạn và một phần trung tâm thương mại tại khu đất 812 Lê Duẩn. Khoản 1 điều 7 quyết định số 09 ngày 19 tháng 1 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước cũng quy định việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của cơ quan hành chính, công ty nhà nước được thực hiện thông qua hình thức đấu giá theo quy định của pháp luật và bán đấu giá tài sản. Điểm B khoản 1 điều 58 luật đất đai 2003 cũng quy định nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất trong trường hợp đầu tư xây dựng, kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê. Bị cáo Tài sức khỏe có đứng được không? Đồng thời, quy định tại khoản 4 điều 1 quyết định 140 ngày 21 tháng 10 năm 2008 về việc sửa đổi bổ sung quyết định số 09 thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng hình thức chỉ định trong các trường hợp sau: tổ chức cá nhân đăng ký mua tài sản trên đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với cơ sở nhà đất đang thuê của tổ chức có chức năng cho thuê nhà đất. Tuy nhiên, quá trình triển khai, Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ký nhiều văn bản chấp thuận thay đổi chủ trương đầu tư theo hình thức chỉ định, ký văn bản số 6025 ngày 17 tháng 8 năm 2010 chấp thuận cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa Tháng 5 tham gia thực hiện dự án với tỷ lệ vốn góp 30%, chấp thuận cho 4 công ty thuê chuyển nhượng quyền đầu tư án cho công ty Kinh Đô tại văn bản 1566 ngày 19 tháng 3 năm 2011 không qua đấu giá là vi phạm khoản 1 điều 7 quyết định số 09 ngày 19 tháng 1 năm 2007. Điểm C khoản 4 điều 1 quyết định 140 ngày 21 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. Điểm D khoản 1 điều 58 luật đất đai 2003. Trên cơ sở đề xuất của các bị cáo Đào Văn Kiệt, Nguyễn Hoài Nam và Trương Văn Út tại các văn bản 885 ngày 18 tháng 2 năm 2011 và văn bản 3426 ngày 10 tháng 6 năm 2011, bị cáo ký văn bản 781 ngày 24 tháng 2 năm 2011 và quyết định 3030 ngày 14 tháng 6 năm 2011 chấp thuận cho công ty Lavenue thuê đất 50 năm trả tiền hàng năm đối với khu đất số 12 Lê Duẩn để thực hiện dự án. Hành vi trên của bị cáo đã vi phạm khoản 8 điều 2 nghị định 121 ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Cụ thể, tổ chức kinh tế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép liên doanh liên kết với tổ chức kinh tế khác, hình thành pháp nhân mới. Để thực hiện dự án đầu tư thì pháp nhân mới phải thực hiện theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất. Trường hợp pháp nhân mới thuộc đối tượng được giao đất có thu tiền sử dụng đất phải chuyển sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Trường hợp pháp nhân mới thuộc đối tượng thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Ngoài ra, Nguyễn Thành Tài còn ký văn bản 3464 chấp thuận cho công ty Lavenue thanh lý nhà số 12 Lê Duẩn nhưng không giao cho cơ quan chức năng thẩm định giá trị còn lại mà để công ty Lavenue tự chọn nhà thầu thanh lý nhà là vi phạm điểm C khoản 4 điều 1 quyết định 140. Cụ thể, giá bán tài sản trên đất do công ty nhà nước trực tiếp quản lý đề nghị Sở Tài chính thẩm định. Đối với bị cáo Lê Thị Thanh Thúy, biết rõ dự án 812 Lê Duẩn là một trong những dự án trọng điểm nằm tại vị trí đắc địa của thành phố, nên ngày 6 tháng 4 năm 2010, bị cáo thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa Tháng 5 nhằm mục đích tham gia dự án trên. Mặc dù công ty của bị cáo vừa thành lập chưa có bất cứ hoạt động kinh doanh nào, đồng thời công ty Hoa Tháng 5 không có đăng ký hoạt động ngành nghề kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng,
nhưng lợi dụng mối quan hệ quen biết với Nguyễn Thành Tài, bị cáo đã ký văn bản không số với nội dung công ty có năng lực tài chính, kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn xin tham gia dự án 812 Lê Duẩn. Nguyễn Thành Tài mặc dù biết rõ công ty do bị cáo Thúy thành lập không đủ năng lực, kinh nghiệm cũng như không thuộc trường hợp được chỉ định tham gia dự án, nhưng vì nở nang mối quan hệ quen biết với Thúy, đồng thời muốn đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đã ký nhiều văn bản chỉ đạo chấp thuận đề xuất của Thúy. Theo đó, công ty Lavenue do Thúy làm chủ tịch hội đồng quản trị, đại diện pháp luật trở thành chủ đầu tư tại khu đất 812 Lê Duẩn. Trong đó, công ty Hoa Tháng Năm do Thúy làm chủ sở hữu chiếm 30% vốn góp của công ty Lavenue. Tại phiên tòa, bị cáo Thúy và luật sư bào chữa cho rằng bị cáo là doanh nghiệp, nhận thấy dự án khả thi nên đề xuất tham gia. Thẩm quyền quyết định thuộc về Ủy ban Nhân dân thành phố, bị cáo không tác động xúi dục để được tham gia dự án. Hội đồng xét xử xét thấy, quá trình điều tra bị cáo đều thừa nhận có quen biết một số lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, trong đó có bị cáo Tài. Việc quen biết giúp bị cáo thuận lợi hơn trong việc thực hiện dự án. Thực tế, công ty Hoa Tháng Năm mới thành lập, chưa có hoạt động kinh doanh tại thời điểm tham gia dự án. Bị cáo chưa góp đủ vốn điều lệ đã đăng ký là 150 tỷ đồng. Ngoài lời khai của bị cáo, hoàn toàn không có tài liệu chứng minh bị cáo có đủ năng lực tài chính và kinh nghiệm để tham gia dự án 812 Lê Duẩn với tổng mức đầu tư ước tính theo báo cáo của công ty quản lý kinh doanh nhà là 2.717 tỷ đồng như bị cáo đã giới thiệu, và 3030 có ý nghĩa quyết định dẫn đến thất thoát tài sản cho nhà nước nên phải chịu trách nhiệm chính với mức hình phạt cao hơn các bị cáo khác. Các bị cáo Đào Anh Kiệt, nguyên giám đốc, Nguyễn Hoài Nam, nguyên trưởng phòng quy hoạch đất và Trương Văn Út, chuyên viên Sở Tài chính và Môi trường, tiếp nhận và thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Thành Tài, tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho công ty Lavenue thuê đất 50 năm trả tiền hàng năm đối với lô đất số 12 Lê Duẩn. Đây là khâu cuối cùng trong chuỗi hành vi quyết định hậu quả thiệt hại của vụ án nên cũng cần có mức hình phạt tương xứng. Tuy nhiên, do mức độ phạm tội của các bị cáo có hạn chế hơn nên mức án phải nhẹ hơn so với bị cáo Tài. Đối với các bị cáo, Nguyễn Hải Nam và Trương Văn Út là cán bộ dưới quyền, mặc dù trực tiếp tham gia soạn thảo đề xuất nhưng không phải là người quyết định trình văn bản để lãnh đạo thành phố xem xét, nên cần phân hóa cái lượng hình so với bị cáo Nguyễn Thành Tài và Đào Anh Kiệt. Bị cáo Lê Thị Thanh Thúy, chủ tịch công ty Hoa Tháng Năm, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Lavenue, ký văn bản để công ty Hoa Tháng Năm do bị cáo làm chủ sở hữu được tham gia dự án, đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp bằng cách áp dụng hình thức thuê đất trả tiền hàng năm đối với lô đất 12 Lê Duẩn. Hành vi trên là trái với các quy định pháp luật hiện hành lúc bấy giờ. Tuy nhiên, như phân tích ở trên, bị cáo là doanh nghiệp không có thẩm quyền quyết định chủ trương nên vai trò không thể tương đương với bị cáo Tài như nhận định của đại diện viện kiểm sát, mà cần phân hóa hơn để đảm bảo quyền lợi của bị cáo. Đồng thời, khi lượng hình, hội đồng xét xử cân nhắc quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, mặc dù các bị cáo có nhận thức khác nhau về quy định pháp luật nhưng đều thừa nhận tham gia soạn thảo đề xuất ký các văn bản để xảy ra thiệt hại, nên áp dụng cho tất cả các bị cáo tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bản thân không được hưởng lợi cá nhân. Về nhân thân, gia đình các bị cáo đều có công với cách mạng, hoàn cảnh gia đình có khó khăn nhất định. Các bị cáo Tài, Kiệt, Nam và Út có thời gian dài trên 20 năm làm việc, trải qua nhiều vị trí công tác nhưng chưa từng có sai phạm và đã có những cống hiến nhất định cho sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, cũng như đóng góp vào sự phát triển, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc nói chung, được tặng thưởng nhiều huân huy chương, bằng khen, giấy khen. Vì đã có thành tích xuất sắc, đặc biệt xuất sắc trong công tác, cụ thể, bị cáo Nguyễn Thành Tài được nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì, Thủ tướng tặng bằng khen năm 2007. Bản thân tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1965 đến 1975, hiện nay đã 68 tuổi, còn mẹ già 97 tuổi đang mắc nhiều chứng bệnh, trong đó có bệnh hiểm nghèo. Bị cáo Đào Anh Kiệt được tặng thưởng huân chương lao động hạng 3, Thủ tướng tặng bằng khen năm 2008, hiện nay đã 63 tuổi. Bị cáo Nguyễn Hải Nam được Thủ tướng tặng bằng khen năm 2010 cùng nhiều bằng khen của Bộ Tài nguyên và Môi trường hạng 3. Bản thân đang mắc bệnh hiểm nghèo. Bị cáo Trương Văn Út năm 2000 huân chương chú sĩ, hiện đang trực tiếp nuôi dưỡng ông ngoại là anh hùng lực lượng vũ trang dân. Do có mâu thuẫn giữa luật đất đai 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng như chính sách pháp luật đất đai hiện hành có sự thay đổi, hội đồng xét xử xét thấy tại khoản 2 điều 146 hướng dẫn thi hành luật đất đai 2003 quy định chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật này. Ngày 30 tháng 12 năm 2010, chính phủ ban hành nghị định 121
có hiệu lực ngày 1 tháng 3 năm 2011 nêu rõ pháp nhân phải thực hiện hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất là không có xung đột với pháp luật. Ngày 15 tháng 5 năm 2014, Quốc hội ban hành luật đất đai 2013 tại khoản 1 điều 118 quy định. 1. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây. Điểm D. Sử dụng đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Như vậy, chính sách pháp luật đất đai không có thay đổi về hình thức giao đất. Do đó, đề nghị của các luật sư yêu cầu áp dụng điều 29 Bộ luật hình sự miễn hình phạt cho các bị cáo là không có căn cứ. Tuy nhiên, xét các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đồng thời như đã phân tích ở trên, toàn bộ khu đất 812 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1 sau khi để xảy ra sai phạm đã được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thu hồi kịp thời, tài sản của nhà nước được bảo toàn. Quá trình điều tra cũng kê biên các tài sản của các bị cáo để đảm bảo khắc phục hậu quả, nên thiệt hại của vụ án xem như cơ bản được khắc phục toàn bộ. Do đó, hội đồng xét xử đặc biệt xem xét giảm cho các bị cáo một mức hình phạt mà lẽ ra các bị cáo phải chịu, đồng thời áp dụng điều 54 Bộ luật hình sự quyết định mức hình phạt dưới khung cũng đủ tác dụng cải tạo giáo dục các bị cáo cũng như răn đe phòng ngừa chung cho xã hội. 3. Về trách nhiệm dân sự. Như đã phân tích ở trên, công ty cổ phần đầu tư Lavenue không thuộc đối tượng được chỉ định giao đất thực hiện dự án tại số 82 Lê Duẩn nên giao cho Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thu hồi, quản lý, sử dụng toàn bộ khu đất 82 Lê Duẩn theo quy định pháp luật. Công ty cổ phần đầu tư Lavenue có trách nhiệm nộp lại bản chính các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT09293 ngày 8 tháng 11 năm 2011, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT07242 ngày 1 tháng 7 năm 2011 và hợp đồng thuê đất số 3905 ngày 30 tháng 6 năm 2011 cho Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh. Do nhà nước thực hiện thu hồi khu đất 82 Lê Duẩn theo quy định, đồng thời nhà số 8 Lê Duẩn công ty Lavenue đã nộp đúng và đủ trị giá theo kết luận định giá nên không còn thiệt hại. Đối với căn nhà số 12 Lê Duẩn theo kết luận của hội đồng định giá trong tố tụng hình sự có giá trị tại thời điểm cho thuê là 5.076.780.000 đồng. Tuy nhiên, với việc chấp thuận cho công ty Lavenue thuê đất trả tiền hàng năm và cho thanh lý nhà trên đất thì nhà nước chỉ thu được số tiền 300 triệu đồng. Hiện nay nhà đã bị tháo dỡ toàn bộ nên thiệt hại chưa được khắc phục là 4.7780.000 đồng. Do đó buộc các bị cáo đều có lỗi trong việc xảy ra thiệt hại trên nên có nghĩa vụ phải liên đối bồi thường số tiền 4.707.780.000 đồng cho nhà nước theo tỷ phần bằng nhau. Đối với số tiền 631.379.292.783 đồng không bao gồm 300 triệu đồng giá trị xác nhà 12 Lê Duẩn và 15.905.939.000 đồng trị giá nhà số 8 Lê Duẩn. Điểm F, V, X, khoản 1, khoản 2, điều 51, điều 517. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thành Tài 8 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí, thời gian 19, điểm F, V, khoản 1, khoản 2, điều 51, điều 54, điều 56 của Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Xử phạt bị cáo Đào Anh Kiệt 5 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Cả hai bản án là 11 năm 6 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 19 tháng 11 năm 2018. Căn cứ khoản 3 điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, thời hạn tù tính từ ngày bắt chấp hành án. Điểm V khoản 1, khoản 2, điều 51, điều 54, điều 56 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Xử phạt bị cáo Trương Văn Út 3 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Tổng hợp với hình phạt 5 năm tù tại bản án số 266 ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án là 8 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 19 tháng 11 năm 2018. Căn cứ khoản 3 điều 219 điểm B điểm S khoản 1 khoản 2 điều 51 điều 54 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Xử phạt bị cáo Lê Thị Thanh Thúy 5 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, thời hạn tù tính từ ngày 9 tháng 10 năm 2019.
áp dụng điều 48 của Bộ luật hình sự buộc các bị cáo liên đới nộp lại số tiền 776.780.000 đồng cho nhà nước theo tỷ phần bằng nhau, cụ thể mỗi bị cáo phải nộp 955.356.000 đồng. Áp dụng điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thu hồi quản lý sử dụng khu đất 812 Lê Duẩn theo quy định pháp luật. Công ty cổ phần đầu tư Livenew có trách nhiệm nộp lại bản chính các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số TC09293 ngày 8 tháng 11 năm 2011, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT07242 ngày 1 tháng 7 năm 2011 và hợp đồng thuê đất số 3905 ngày 30 tháng 6 năm 2011 cho Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh. Trả lại công ty cổ phần đầu tư Lavenue số tiền 126.275.858.552 đồng. Công ty cổ phần đầu tư Lavenue có nghĩa vụ hoàn trả số tiền góp vốn trên cho công ty quản lý kinh doanh nhà thành phố Hồ Chí Minh. Trả lại công ty cổ phần đầu tư Lavenue số tiền 315.689.646.391 đồng. Công ty cổ phần đầu tư Lavenue có nghĩa vụ hoàn trả số tiền góp vốn trên cho công ty đầu tư trách nhiệm đầu tư Kido. Tịch thu xung công quỹ nhà nước số tiền 189.413.787.835 đồng mà công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa Tháng Năm sử dụng góp vốn vào công ty cổ phần Lavenue. Buộc công ty Kim Khí nộp lại số tiền 50 tỷ đồng để tịch thu xung quỹ nhà nước. Buộc công ty Hóa chất Vật liệu Điện nộp lại số tiền 50 tỷ đồng để tịch thu xung quỹ nhà nước. Buộc công ty Vitaco nộp lại số tiền 50 tỷ đồng để tịch thu xung quỹ nhà nước. Buộc công ty Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn nộp lại số tiền 50 tỷ đồng để tịch thu xung quỹ nhà nước. Các công ty Kim Khí, công ty Hóa chất Vật liệu Điện, công ty Vitaco và công ty Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn được quyền liên hệ chi cục thuế quận 1 thành phố Hồ Chí Minh để hạch toán lại số tiền thu nhập doanh nghiệp các công ty đã nộp. Hủy bỏ lệnh kê biên số 14 ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an và trao trả lại cho bị cáo Lê Thị Thanh Thúy tài sản gồm nhà và đất tọa lạc tại số 60A1 Giang Văn Minh, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh theo giấy chứng nhận số 800 ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban Nhân dân quận 2 cấp. Nhà và đất tọa lạc tại số 60A2 Giang Văn Minh, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh theo giấy chứng nhận số 1382 do Ủy ban Nhân dân quận 2 cấp ngày 22 tháng 9 năm 2008. Tiếp tục duy trì kê biên số 15 ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an để đảm bảo thi hành án cho bị cáo Đào Anh Kiệt đối với 1/2 trị giá tài sản Lê Thị Thanh Thúy. Mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 4 quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 hoặc quyết định niêm yết thẩm phán chủ tọa phiên tòa thẩm